Thằng Hầu báo chủ. Ngày xưa, có một nhà trưởng giả sinh được duy nhất một người con trai. Vì gia đình giàu có, lại được mẹ nuông chiều, nên cậu con trai ấy chỉ quen hưởng thụ, không chí thú làm ăn. Trưởng giả hết sức lo lắng cho tương lai của con. Con đã lớn khôn rồi, sức dài vai rộng, vậy mà vẫn chơi bời lêu lỏng, không chịu làm ăn gì cả. Nay cha muốn con tìm cách để học làm lụng. Cha hẹn con trở về thăm cha mẹ vào ngày sinh nhật của cha cuối năm nay. Vậy là theo lời cha dặn, người con đi tìm việc làm. Sau khi tìm việc gian nan hết nơi này đến nơi khác, anh quyết định ở lại làm mướn cho nhà phú ông. Ngươi thật may mắn khi được làm mướn cho ta. Ta chính là phú ông giàu có nhất, không ai có thể so sánh được với sự giàu có của ta. Đồ dùng trong nhà của ta đều bằng đồng và bằng sứ. Đặc biệt cái chậu giác vàng trong nhà kia là vô cùng quý giá. Ngươi phải luôn có ý thức lau chùi giữ gìn. Hằng ngày, ngươi không được lười biếng. Ngươi có chấp nhận không? Con nhớ rồi thưa ông. Ông yên tâm, con sẽ luôn làm việc chăm chỉ, không để ông phải phiền lòng đâu ạ. Kể từ khi vào làm mướn cho nhà phú ông, con trai trưởng giả chăm chỉ lắm. Mặc dù từ con nhà giàu có, không phải làm đến những việc như vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác. Vì miếng cơm manh áo và lời cha dặn, anh dần dần quen việc. Chiếc chậu này để ở đây lâu, bụi bám nhiều quá, hay là mình mang ra sông kỳ cọ mới sạch được. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi là trời, tức quá đi! Sao trên đời này lại có người ngu ngốc như ngươi cơ chứ? Ai cho phép ngươi mang cái chậu ra sông để rửa? Xin ông tha tội cho con. Con cũng đã biết là con dại dột rồi. Xin ông bớt giận. Ông phạt thế nào con cũng xin chịu hết. Ông ơi, cha mẹ con mất cả rồi. Con chỉ có một thân một mình lang thang đến đây. Con xin ông, từ nay con sẽ làm việc gấp 5, gấp 10 lần để trả nợ cho ông. Cực khổ mấy con cũng chịu được ạ. Xin ông bớt giận. Trời ơi là trời. Từ hôm nay, ngươi phải làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm. Không được phép nghỉ ngơi cho đến khi đủ tiền công trả cho ta. Nhớ chưa? Dạ, vâng vâng, con không dám sai lời đâu thưa ông. Kể từ đó trở đi, anh Tú làm việc đến quên ăn quên ngủ. Anh biết mình đã gây ra một sự tổn hại rất lớn cho phú ông, nên chỉ biết cắm cúi làm việc, mong có thể lấy công sức của mình bù lại phần nào. Vậy là qua sinh nhật cha đã lâu, chắc là cha mẹ đã ngóng mình nhiều lắm. Nhưng nếu mình chưa trả xong nợ cho phú ông mà trở về, có lẽ cha mẹ còn buồn hơn, mà bản thân của mình cũng cảm thấy có lỗi nữa. Cái đồ khố rách áo ôm nhà ngươi, ngươi ăn bấy nhiêu đòn vẫn chưa hả cơn giận của ta đâu. Một lần nữa ta thấy ngươi chậm trễ thì ngươi cứ liệu hồn đấy. Con xin ông, con sẽ không dám chậm trễ nữa đâu ạ. Anh ơi, làm ơn cho tôi hỏi, đây có phải là nhà phú ông giàu có nhất vùng không ạ? Và xin hỏi, người làm nhà phú ông có ai tên là Tú không ạ? Đây chính là nhà của phú ông đó ạ. Nhưng ông là thế nào với cậu Tú vậy? Tôi là một người bà con xa của cậu ấy ạ. Cậu ấy đi làm đã suốt mấy tháng mà không thấy trở về thăm quê. Ông đứng gọn vào đây để con nói ông nghe. Chứ phú ông mà nhìn thấy con chểnh mảng làm việc là con lại bị phạt đó. Thương người hành khất lặn lội từ xa đến để hỏi thăm về cậu Tú, anh người làm nhiệt tình kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với cậu Tú cho trưởng giả nghe. Nắm được đầu đuôi sự việc, trưởng giả mới hiểu sao bấy lâu con chưa trở về nhà. Quý hóa quá, hôm nay gia đình tôi được đón một trưởng giả danh giá. Sao để ông đây đợi lâu thế hả? Người lại định nhờn mặt với ta phải không? Đồ vô dụng này. Ấy chết, chuyện có gì đâu mà ông nỡ buông những lời lẽ nặng nề đến vậy. Ông không biết đó thôi, cứ nhìn thấy anh ta là tôi nổi điên lên rồi. Anh ta đã làm mất cái chậu vàng quý giá của tôi. Tôi đã bắt anh ta làm việc không công để đền bù đó. Nhưng bao lâu nay anh ta đã bù đắp cho ông phần nào, sao ông vẫn còn tức giận như vậy? Ôi trời ơi, bấy nhiêu ăn thua gì chứ. Giọng nói của vị khách này sao nghe quen vậy nhỉ? Ôi cha, làm thế nào cha có thể tìm đến được đây ạ? Thấy con mãi không về nên cha đến tìm con. Cha ư? Sao ạ? Sao mà cậu đã nói dối ta là cha mẹ cậu mất cả rồi? Dạ, con xin lỗi ông, con xin lỗi cha, vì con không muốn phiền lụy gì đến cha mẹ. Cho nên con đã nói vậy để tự chịu về hành động của mình. Cha ơi, con không cần phải nói gì cả.
Cha đã biết cả rồi. Hai chiếc chậu vàng này là ta thay mặt con trai đền lại chiếc chậu đã mất của ông. Con cảm ơn phú ông đi, rồi cha con ta sẽ cùng nhau về nhà. Đã đến lúc con cai quản cơ nghiệp thay cha rồi. Vậy là trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, con trai trưởng giả đã khôn lớn thành người. Về sau, trưởng giả đã giao toàn bộ cơ nghiệp cho con trai, và cơ nghiệp ấy ngày càng hưng thịnh hơn rất nhiều. Như một giấc mơ. Thằng Sửu ngốc kìa, không biết nó đang làm gì nhỉ? Qua đó trêu nó đi. Này ngốc, làm gì mà đứng chỏng mông ở đây thế? Khẽ chứ, tôi đang giúp mấy chú kiến tìm đường về nhà. Giúp kiến tìm đường về nhà ư? Đúng là ngốc mà. Đưa cành cây đây, tôi đưa tổ kiến về nhà. Muốn lấy thì nhảy lên, các anh làm lũ kiến sợ đấy. Mấy người kia, dám bắt nạt chồng ta hả? Chạy đi, bà La Sát đến rồi kìa. Coi chừng tôi đấy. Đúng là xứng đôi vừa lứa, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đúng là lũ rảnh việc mà. Mình đừng có sợ, đã có em ở đây rồi. Các bạn kiến ơi, xin lỗi nhé, đã làm các bạn sợ rồi. Xong rồi, ngày nào tôi cũng lau mặt, lau người cho ông sạch sẽ thế, ông có thích không? Thích, thích lắm. Cảm ơn cậu. Ôi, ma, cứu tôi. Đừng sợ, ta là tiên chứ không phải là ma. Thấy ngươi ăn ở hiền lành, tốt bụng, lại ngày ngày chăm sóc cho hiện thân của ta, nên ta đến để giúp ngươi. Giúp tôi ư? Từ giờ sẽ không còn ai gọi ngươi là ngốc nữa. Ngươi đã trở thành một người thông minh xuất chúng rồi. Trời, mình có nằm mơ không? Mình cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Cảm ơn thần tiên, cảm ơn ngài. Chúc mừng tân khoa trạng nguyên Lê Sửu. Cảm ơn mọi người. Không ngờ rằng thằng Sửu ngốc lại có ngày sáng lạng như thế. Ôi dào, hắn có thể thay đổi bản thân, nhưng còn người khác thì khó lắm. Phải đấy, nhìn vợ hắn xem, vừa béo vừa xấu, có xứng là phu nhân trạng nguyên không? Xin thần hãy thương thì thương cho trót. Hãy biến vợ con thành một người xinh đẹp. Con không muốn vợ mình bị kẻ khác chế giễu là không xứng với con. Thôi được, ta giúp ngươi nốt lần này thôi, coi như ta trả nợ ân tình của ngươi. Ôi, ta có nằm mơ không? Nàng đẹp quá. Tôi đẹp thật sao? Ôi, tuyệt quá. Có chuyện gì mà trong chàng tức giận thế? Tài tổng đốc mới nhậm chức thật ngang ngược. Thấy nàng xinh đẹp nên hắn lạm dụng chức quyền ép ta phải nhường vợ cho hắn. Sao cơ? Nhường vợ cho hắn? Ta không muốn xa nàng, nhưng hắn quyền cao chức trọng, ta biết phải làm gì bây giờ. Không, em cũng không muốn xa mình đâu. Phen này chỉ có làm hoàng đế thì ta mới có thể thống lĩnh thiên hạ, không sợ ai bắt nạt nữa. Hoàng đế? Mình lại định nhờ thần linh sao? Phải, nhưng thần đã nói sẽ không giúp vợ chồng mình nữa mà. Mình yên tâm, tôi đã có cách. Không được, ta không thể giúp ngươi làm chuyện vô lý đó được. Nếu ngươi không muốn mất vợ thì hãy từ quan rồi cùng cô ấy về quê ở ẩn. Không ai có thể hại đến vợ chồng ngươi. Không được, khó khăn lắm tôi mới có được công danh, tôi không thể từ bỏ được. Xin thần hãy giúp tôi lần cuối. Ta giúp ngươi hai lần là nể tình lắm rồi. Nếu Ngọc Hoàng biết chuyện, đến ta cũng không kham nổi trọng trách này đâu. Tôi biết, nếu như Ngọc Hoàng biết ông lạm dụng phép thuật thì ông sẽ bị trừng phạt. Nếu ông không muốn Ngọc Hoàng biết chuyện thì ông phải giúp tôi. Ngươi, ông dám tự ý thay đổi số mệnh của tôi, đó là tội chết không thể tha được. Ông hãy suy nghĩ kỹ đi. Lê Sửu, trước đây ta nghĩ ngươi là người nhân từ tốt bụng nên mới ra tay giúp đỡ. Không ngờ bây giờ ngươi đã thay đổi,
mưu mô, xáo quyệt, còn tham lam vô độ nữa. Ông hãy giúp tôi nốt lần này thôi. Tôi hứa sẽ giữ kín chuyện giữa tôi và ông. Mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Lê Sửu, ngươi đừng tưởng sẽ uy hiếp được ta. Ta chỉ sai vì đã tin lầm ngươi, giúp lầm ngươi thôi. Ta sẽ nhận tội với Ngọc Hoàng. Còn ngươi, hãy tỉnh mộng đi. Trời ơi, sao lại thế này? Mình sao rồi? Mình cùng tôi đi cứu những bạn kiến nhé. Thế là hết rồi mình ơi. Cứ như là một giấc mơ thế này. Tháng và mùa. Xưa kia có một cô bé sống chung với mẹ kế và đứa con riêng của bà ta. Kể từ khi cha cô bé mất, cô bé phải chịu sự đối xử ghẻ lạnh của mẹ kế và đứa em. Con ăn nhanh rồi lên phòng đọc sách. Lát nữa chị cả về sẽ dọn dẹp. Chị cả? Mẹ lại nhắc đến chị ta rồi. Ước chi chị ta không xuất hiện ở trong nhà chúng ta có phải tốt không? Con gái, chẳng phải có nó ở đây. Chúng ta sẽ có người dọn dẹp, có người lấy cỏ cho ngựa và giặt cho con những bộ trang phục hay sao? Nhưng mà ai cho phép chị ta được xinh đẹp hơn con cơ chứ? Mẹ à, hãy nhìn thấy chị ta là con lại thấy bực bội rồi. Mẹ mau mau tìm cách đuổi chị ta ra khỏi ngôi nhà này đi cho khuất mắt. Thôi được rồi con yêu à, để mẹ nghĩ cách. Hãy đội chiếc mũ này vào và đi tìm cho ta một bó hoa tím. Mẹ nói sao cơ ạ? Không nghe rõ gì sao? Ta đã nói rồi, mày hãy lên đường tìm một bó hoa tím về đây cho ta. Nếu không tìm được thì đừng có mà về nữa, nghe chưa? Mẹ, trời đầy tuyết thế này, đào đâu ra một bó hoa tím cơ chứ? Chớ có phàn nàn, hãy tức tốc lên đường ngay và đừng có quay trở lại nếu chưa tìm được, hiểu chưa? Mẹ ơi, mở cửa cho con. Mẹ ơi. Cô bé đi mãi lạc vào trong núi sâu. Cô thậm chí không biết mình đi đâu nữa. Cha ơi. Bên trên đỉnh núi kia không biết có gì mà lóe sáng thế nhỉ? Ta hãy cứ thử lên đó xem sao. Cháu chào các cụ ạ. Chào cháu. Cô bé, con đi đâu mà lại tới đây? Dạ, mẹ con bắt con phải tìm và hái về nhà một bó hoa tím ạ. Trời tuyết lạnh giá thế này, cháu đã đi suốt đêm mà chẳng thấy bông hoa tím nào đâu ạ. Này ông bạn thân ba ơi, đến việc của ông rồi đấy. Cháu gái ngoan, ta sẽ tặng cháu không chỉ một bó mà cả một cánh đồng hoa tím cơ đấy. Nào, hãy nhìn đây. Ôi, tuyệt quá. Tuyệt quá. Nào, cháu gái ngoan, cháu hãy hái bao nhiêu hoa tím tùy thích và trở về nhà mau lên. Dạ, cháu cảm ơn các cụ ạ. Các cụ có phải là 4 mùa và 12 tháng trong năm không ạ? Trời lạnh cắt da cắt thịt thế này thì đào đâu ra hoa tím cơ chứ? Chắc có lẽ nó đã bị hùm beo trong rừng sâu ăn thịt mất rồi. Giờ chỉ có mẹ con ta ở với nhau. Thích quá, thích quá. Mẹ ơi, em ơi. Ai đó? Mẹ ơi, con mang bó hoa tím về đây ạ. Nó vẫn còn dám quay về sao? Mày lấy đâu ra những bông hoa này cơ chứ? Dạ, chuyện kỳ lạ lắm mẹ ạ. Đó là những ông cụ thật đẹp đẽ. Họ ngồi xung quanh một đống lửa. Các cụ là 4 mùa và 12 tháng trong năm. Kỳ lạ quá, con phải đi lên đỉnh núi đó để xem sự thật có phải đúng như chị ấy nói không. Con sẽ gặp đúng ông tiên áo xanh có phép thuật ấy để xin ông ta một điều ước. Này, cụ áo xanh ơi, cháu muốn gì nào? Tôi muốn gì thì liên quan gì đến ông? Tôi chỉ nói chuyện với ông già áo xanh thôi. Cụ áo xanh ơi, cháu muốn...
dì ghẻ đi tìm con cũng bị bão tuyết cuốn phăng đi. Từ đó, cô bé sống hạnh phúc trong ngôi nhà của mình. Chàng nho sĩ và cốc thần. Ngày xưa, tại bản Mường, có một chàng nho sĩ nghèo nhưng rất chăm học. Nhà cửa chàng chỉ là một túp lều, tài sản chỉ có một con dao quắm và một chồng sách. Làm bạn với chàng, chỉ có một con cốc tía nhỏ bé. Năm ấy, nhà vua mở khoa thi chọn trạng. Sĩ tử khắp các phương trời đều tấp nập về kinh dự thi. Thấy chàng nho sĩ vào kinh ứng thí, cốc tía xin được đi theo để bảo vệ và ở bên cạnh chàng. Chúng ta sẽ nghỉ tạm ở lều này cốc nhé. Dạ vâng. Úi, ai kia? Mạch vẫn còn đập, chắc người này cũng là một sĩ tử lên kinh dự thi giống như ta. Ông ai, con xem bộ nó là người không có thủy chung gì cả. Hạng này nếu không phải là giang phi thì cũng là cái bội bạc, cứu hắn làm gì? Gặp kẻ hoạn nạn mà không cứu chữa, không phải là người quân tử. Dù có khó nhọc bằng 10, ta cũng không thể bỏ qua được. Nếu hắn chưa đến ngày tận số mà được sống lại thì ta lại có thêm một người bạn đường, càng hay chứ sao? Ông hãy để viên ngọc này vào mỗi người chết, thì người chết lập tức sẽ sống lại. Ôi, anh tỉnh rồi à? Anh là... Tôi là thí sinh lên kinh dự thi, đi qua đây định vào trú nhờ, thì thấy anh nằm bất tỉnh. Cũng may là anh đã tỉnh lại rồi. Ôi, thấy là chúng ta cùng đường rồi, chúng ta hãy đi cùng nhau, làm bạn trên con đường cho đỡ buồn nhé. Ôi, việc gì anh phải khách sáo mời tôi ăn ở quán sang trọng này chứ? Điều đó đâu sánh bằng việc anh đã cứu tôi đâu. Nhưng tôi có việc này thấy hơi lạ. Lạ ư? Hôm nọ tôi đi đường xa bị cảm nặng, các bạn đồng hành của tôi bỏ tôi nằm lại ở lều. Nếu không có anh ra tay cứu chữa thì tôi đã hóa ra ma mất rồi. Công ơn của anh sau này tôi xin đền đáp. Không biết anh có thuốc linh đan hay phép thuật gì mà cứu sống được tôi vậy? Tôi có viên ngọc cải tử hoàn sinh này đây. Tôi chỉ cần đặt viên ngọc này vào mũi thì người chết dù tắt thở đã 3 ngày cũng sống lại tức khắc. Thật vậy sao? Tôi có thể cầm nó xem một lát được không? À, được thôi. Ui, nhỏ thế này mà có tài cải tử hoàn sinh ư? Ôi, đánh nhau. Sao ai lại đánh nhau ngoài đường thế kia? Đâu, đâu? Kìa, anh làm gì vậy? Con vừa đi một lúc thì đã có chuyện rồi. Mà con đã bảo ông đừng có cứu chữa cho hắn mà. Nếu hắn là người tốt thì các bạn cùng đường chắc đã không bỏ hắn nằm chết ở giữa nơi rừng vắng ấy. Nhưng sớm muộn viên ngọc đó cũng sẽ trở về thôi. Bây giờ ông hãy mau mau vào tâu vua, để sau này nhà vua xét xử hoàn lại cho ta viên ngọc. Đành vậy thôi. Nghe cốc nói, chàng nho sĩ xin vào triều tâu với nhà vua và nói rõ đặc tính của viên ngọc cho vua nghe. Vua hứa là sẽ xét tìm hộ chàng viên ngọc và bắt phạt kẻ gian phi. Ôi con ơi, con tỉnh lại đi. Công chúa ơi, nàng tỉnh lại đi. Sao mới một đêm thôi mà con lại ra nông nỗi này? Tỉnh lại đi con gái của ta. Bấm hoàng thượng, thân sức hèn tài mọn, không có cách gì để cứu chữa cho công chúa. Tất cả giờ chỉ trông vào duyên của công chúa với cõi đời này thôi ạ. Người đâu, mau dán bản tìm danh y và thông báo khắp kinh thành. Ai cứu sống công chúa sẽ được tuyển làm phò mã. Tìm danh y cứu sống công chúa ư? Sẽ được tuyển làm phò mã ư? Hay lắm, đây là dịp tốt để ta lấy lại viên ngọc và tìm ra kẻ cắp. Và đây cũng là cơ hội hiếm có để ông làm nên. Sáng mai tên ăn cắp ngọc đội lớp thần danh y sẽ vào cung chữa bệnh cho công chúa. Ông hãy tìm cách xin vào, đi lẫn theo đám quan triều đình vào cung thăm công chúa. Khi nào thấy ai đem viên ngọc ra thì ông lập tức đến tàu vua xin cho bắt giam kẻ đó lại. Bấm hoàng thượng, công chúa sẽ tỉnh lại ngay thôi. Sao rồi hả? Sao mãi công chúa vẫn chưa tỉnh lại thế? Dạ, thần đâu bệ hạ. Trước hết xin bệ hạ hãy cho bắt giam tên này lại. Hắn là danh y trộm và là một tên trộm. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Thả tôi ra, thả tôi ra. Thưa hoàng thượng, đây là viên ngọc cải tử hoàn sinh
Và đây là cốc thần. Chỉ có cốc thần và tôi mới dùng được viên ngọc này để cứu sống người chết. Hôm qua tên kia đã cướp giật lấy viên ngọc của tôi. Nhưng hắn không biết rằng hắn không đời nào sử dụng được viên ngọc. Nếu không có sự đồng ý của cốc thần, nhờ ơn nhà vua, nay đã lấy lại được viên ngọc, tôi sẽ xin cứu sống công chúa. Tốt lắm! Nếu nhà ngươi cứu sống được con ta, thì ta quyết giữ lời đã hứa. Ôi, công chúa tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Tốt lắm! Như lời ta đã nói, từ nay cậu là phò mã. Còn tên danh y trộm, tên trộm kia, hãy mang nhốt vào nhà lao, chờ ngài xét xử. Được vua nhận làm phò mã, nhưng chàng nho sĩ không quên bước vào trường thi. Chàng đã làm được bài văn hay nhất trong đám sĩ tử và được các quan trung khảo chọn làm trạng nguyên. Chàng lại được toàn thể triều thần tôn lên giữ chức phó tể tướng. Phó tể tướng lại càng yêu mến cốc tía và luôn giữ cốc tía ở bên cạnh mình. Vịt con xấu xí. Ở một khu rừng xanh tốt nọ, có một cô vịt mẹ đang nằm ấp trứng. Cô hồi hộp biết bao về một ngày được gặp những chú vịt con yêu quý của mình. Cạc cạc cạc. Cô vịt, chúc mừng con nha. Đàn con mới nở xinh quá. Cảm ơn chị. Sao còn nằm đấy mà không đi dạy lũ con mình tập bơi đi? Còn một quả trứng to nhất nữa vẫn chưa nở chị à? Ôi chào, quả trứng to như thế, chắc có lẽ không phải là trứng của cô đâu. Không khéo lại là trứng gà tây đấy. Cô cứ để mặc kệ đi. Không, tôi nhất định phải ấp để quả trứng nở được mới thôi. Ngày qua ngày, rồi quả trứng cuối cùng cũng nở thành con. Thật kỳ lạ, cái cổ sao mà dài, trông thật lạ. Màu lông thì lại xám xám, chứ chẳng vàng ươm như con mình. Chẳng lẽ... Xem kìa, đến tiếng kêu cũng chẳng giống con mình chút nào. Xấu xí, tránh ra, đừng để xấu xí lấy mất. Nó không phải là anh em của chúng ta, đồ xấu xí ấy. Đồ xấu xí, loài vịt của chúng ta chẳng ai như thế cả. Con à, ta thấy thật đáng tiếc, nhưng có lẽ đây không phải là nhà của con. Ta nghĩ là con nên đi tìm gia đình của mình đi nhé. Chắc là bố mẹ con cũng đang ở gần đây thôi. Có thật là mình sẽ tìm được gia đình không? Liệu có ai chấp nhận một kẻ xấu xí như mình không? Ôi không! Lẽ nào vì mình xấu xí đến mức những con chó kia cũng không thèm cắn mình sao? Ôi! Ôi! Một chú vịt con xấu xí! Các cậu là ai? Sao lại ở đây? Chúng tôi là ngỗng trời, chỉ dừng chân nghỉ một lát thôi, rồi lại bay đi tránh rét. Mùa đông sắp tới rồi. Đi tránh rét, bay lên trời, cho tôi đi với có được không? Cậu ư, cậu nghĩ mình có thể cất đôi cánh lên bầu trời cao rộng này hay sao? Thôi, mình đã xấu xí lại còn vô dụng. Mình sinh ra trên đời này để làm gì cơ chứ? Mùa xuân đã đến rồi. Kỳ lạ, mình có cảm giác đôi cánh của mình khỏe khoắn hơn lúc trước rất nhiều. Cha, cha, phía trước có một cái hồ trong lành và mát mẻ quá. Họ xinh đẹp như vậy thì càng không phải là họ hàng của mình. Này, bạn từ đâu đến vậy? Xuống đây chơi với chúng tớ. Xuống đây tắm với chúng tớ nào. Áo cánh của bạn bám đầy bụi rồi kìa. Họ không những xinh đẹp mà còn thật thân thiện nữa. À. Đó, cậu thật xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ cánh trắng muốt, tinh khôi. Hãy ở lại đây với chúng tớ.
bạn Thiên Nga xinh đẹp. Ơ, Thiên Nga ư? Phải, cậu cũng giống như chúng tớ, là những chú Thiên Nga đẹp đẽ, tuyệt vời của hồ này. Thật vậy ư? Hóa ra mình không phải là vịt con xấu xí. Trời ơi, mình là Thiên Nga, Thiên Nga xinh đẹp. Vậy mà mình đã mất đi một quãng thời gian tuyệt vời chỉ bởi quá để ý đến những lời bình phẩm của mọi người. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!